con bớt xe buýt biến hình. Tập 16. Lâu đài khủng long bị thất lạc. Hôm nay chúng ta cùng xem Gogo Bus và các bạn nhỏ gặp phải chuyện gì nha. Chào buổi sáng các bạn nhỏ. Chào buổi sáng Gogo Bus. Các bạn lên xe nào. Đi thôi, chúng ta lên xe thôi. Xuất phát nào. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Xe buýt trường học Gogo Bus xuất phát an toàn. Hôm nay ở trường mẫu giáo có rất nhiều đồ chơi mới được bổ sung. Có búp bê, có khối gỗ, còn có cả chất dẻo plasticine. Wow, mình thích búp bê nhất. Mình muốn mặc cho búp bê một bộ váy công chúa xinh đẹp. Bandy, Apu, chúng ta cùng dùng những khối gỗ xây những tòa nhà chọc trời nha. Được thôi. Thật chẳng có gì thú vị. Bobby, vậy chúng ta chơi thứ gì? Chúng ta sẽ dùng chất dẻo plasticine xây một lâu đài khủng long. Nhất định là rất ngầu đó. Chiến đội khủng long tuyệt nhất. Trường mầm non Ánh Dương. Các bạn nhỏ đến xem đồ chơi mới của chúng ta nào. Cô giáo Sandy, chúng con thích búp bê. Cô giáo Sandy, chúng con muốn chơi các khối gỗ. Bobby thì sao? Cô giáo Sandy, chúng con muốn xây một lâu đài khủng long thật ngầu. Vậy cô giáo đi chuẩn bị chút điểm tâm thật ngon cho các con nha. Điểm tâm. Các con phải biết giữ gìn đồ chơi mới. Các bạn nhỏ đáng yêu, các con có làm được không? Được ạ. Ngầu quá đi. Chỉ còn thừa một miếng nhựa dẻo. Mình muốn xây một vườn hoa nhỏ. Khủng long nhất định rất thích. Không được. Mình muốn xây một sân bóng đá. Sân bóng đá không đẹp chút nào, nên xây một vườn hoa nhỏ. Vườn hoa nhỏ không ngầu, nên xây một sân bóng đá. Vườn hoa nhỏ, sân bóng đá. Vườn hoa nhỏ, sân bóng đá. Vườn hoa nhỏ, sân bóng đá. Kai, bạn đưa phần đó cho mình. Còn lâu nha, tại bạn giành trước. Bạn không đưa, mình không chơi với bạn nữa. Không chơi thì không chơi. Mình đi tìm hội DC các bạn ấy. Vậy mình đi tìm hội Dodo. Âm thanh gì vậy? Quá ra là chim nhỏ. Mình chỉ muốn xây sân bóng đá thôi mà. Ôi, gì vậy? Dodo, mình muốn giúp các bạn chơi xếp gỗ. DC, mình muốn cùng các bạn chơi trang điểm. Chơi xếp gỗ thật là nhàm chán. Vẫn là chơi cùng Kai vui hơn. Các bạn chơi đi, mình đi tìm Kai đây. Chơi trang điểm thật phiền phức. Kai, thật là muốn chơi cùng với Bobby. Các bạn chơi đi, mình đi tìm Bobby đây. Lâu đài khủng long đâu? Lâu đài khủng long đâu Bobby? Kai, mình biết rồi. Có phải bạn giấu lâu đài khủng long đi rồi không? Mình không làm đâu. Nhất định là bạn giấu đi rồi. Là bạn. Bobby, là bạn. Kai, sao hai con lại cãi nhau vậy? Cô giáo Sandy, không thấy lâu đài khủng long đâu nữa. Các con đừng cãi nhau nữa. Chúng ta mời Gogo Bus đến điều tra đi.
Gọi Gogobot. Mình tới đây. Gogobot, tòa lâu đài khủng long mà Bobby và Kai làm không thấy đâu nữa. Bọn nhỏ đều cho rằng đối phương giấu đi. Bạn có thể điều tra không? Đã rõ. Xe buýt trường học Gogobot khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng. Kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Gogobot bắt đầu biến hình. Phải điều tra xem ai đã lấy lâu đài khủng long. Nên chọn xe cảnh sát. Gogobot biến biến biến. Cảnh sát trưởng Gogobot xuất phát. Cảnh sát trưởng Gogobot đã đến hiện trường. Gogobot, cuối cùng bạn cũng đến rồi. Không khí này có chút gì đó không đúng lắm. Mình phải tìm hiểu trước tình huống mới được. Bobby Kai, sau khi hai bạn rời đi, hai bạn đã đi đâu? Mình nói trước, mình nói trước. Mình cùng với hội Dodo chơi xếp gỗ. Bobby thật sự là ở cùng với bọn mình. Bạn ấy còn nói chơi xếp gỗ thật thú vị. Gogobot, mình ở cùng với đội DC. Đúng vậy. Anh ấy còn nói chơi trang điểm thật phiền phức. Bobby có chứng cứ ngoại phạm. Những gì Kai nói cũng là sự thật. Vì vậy, cả hai bạn đều không phải là người đã mang lâu đài khủng long đi. Tốt rồi, sự việc đã được làm rõ. Hai con bắt tay nhau làm lành đi. Con mới không cần đâu, Kai hiểu lầm con. Con cũng không cần. Bạn đi tìm lâu đài khủng long về đây đi. Mình không đi. Bạn đi. Bạn không đi, mình giải tán chiến đội khủng long. Giải tán thì giải tán. Gogobot, nên làm thế nào đây? Bobby Kai, hai bạn là người cuối cùng tiếp xúc với lâu đài khủng long. Hai bạn có đồng ý giúp mình tìm nó quay trở lại không? Đồng ý. Mình còn muốn xây sân bóng đá nữa. Không được, mình muốn xây vườn hoa nhỏ. Vậy chúng ta mau hành động thôi. Trình phân tích thông minh, khởi động. Thật là nhiều dấu chân của Bobby, của Kai. Nguy rồi, dấu chân đều bị bao phủ rồi. Phải tìm được manh mối khác. Bobby Kai, hai bạn nghĩ lại thật kỹ coi. Lúc đó có chi tiết gì đáng nghi không? Mình nghĩ ra rồi. Lúc mình đi, nhìn thấy một thứ gì đó có nhiều lông. Nhất định là một con thú. Mình không nhìn thấy. Mình chỉ nghe thấy tiếng chi chi chi. Con vật không kêu như vậy. Nhất định là một con chim nhỏ. Nhiều lông. Chi chi chi. Mình không nghe thấy. Không phải con chim là con thú. Không phải con thú là con chim. Con thú, con chim. Con thú, con chim. Mình muốn các bạn cung cấp đều rất tốt. Nhưng vẫn cần phải tìm thấy chứng cứ mới được. Mình đi bên kia tìm. Vậy thì mình đi bên này. Mình nhất định phải tìm thấy chứng cứ để Bobby tin tưởng mình. Đó là cái gì? Là lông của động vật. Bobby nói đúng. Kai thế mà không tin mình. Là tiếng chi chi chi. Quá ra Kai nói đúng. Gogobot. Gogobot. Kai nói không sai. Thật sự là có tiếng chi chi chi. Bobby cũng không nói sai. Thật sự có lông của động vật. Xem ra hai bạn đều đã tìm được chứng cứ cho đối phương. Trình phân tích thông minh. Hả? Là con sóc. Nhưng con sóc làm sao có thể di chuyển được lâu đài khủng long chứ? Nếu như là hai con sóc, vậy thì có thể di chuyển được rồi. Bali. Xem ra Bali có một người bạn tốt rồi.
bọn chúng vận chuyển thật vất vả. Mặc dù vất vả, nhưng hai bạn coi, bọn chúng vẫn giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Kai, mình xin lỗi, mình không nên cãi nhau với bạn. Mình cũng vậy. Xin lỗi Bobby. Quá ra bọn chúng là một công viên giải trí nên mới di chuyển lâu đài khủng long. Đúng rồi Kai, cái này đưa cho bạn xây dựng vườn hoa nhỏ đi. Không 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 Bobby, cái này cho bạn xây dựng sân bóng đá. Bobby Kai, chúng ta cho Bali đi. Chiến đội khủng long tuyệt nhất. Các bạn thân mến, giữa bạn tốt với nhau, có đồ gì tốt phải cùng nhau chia sẻ. Lúc gặp chuyện phải tin tưởng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau. Hoài nghi và đổ lỗi cho người bạn thân nhất của mình sẽ làm cho bạn đau lòng. Hôm nay thời gian đã hết rồi. Tạm biệt các bạn. Bên đây lớn rồi, hãy đi học thôi. Ba niềm vui mới cùng thế gian muôn màu. Đâu lo chi vì đã có cô cô. Chỉ cần gọi cô cô có mà. Nơi đâu khó khăn cô cô có ngay. Cô cô cứu hạ. Ai kia sâu xa cô cô đến ngay. Cảm giác nhiệt tình. Thuyền trường là mình đây, vừa là tàu bay nữa.